bây giờ cách sản xuất nó khác không? Bạch đúng không? Đấy, ngày xưa thằng cu em nó bảo là cái ngọn mà nó thâm thâm thì là thâm hồng bát diện, ngọn trắng thì là bạch. Các loại trà đây thâm đây, nó ra cái đọt nó như này này. Đấy. Toàn bây giờ toàn dốc thoát thân hết. Ngày xưa thì cứ bảo trà thì chậm, mộc nó cũng chậm, nhưng mà do là ngày xưa là lười, chính xác là lười, ra ngoài thì vườn xong rồi ngồi pha trà uống nước chém gió loạn xì ngậu lên. Nhưng bây giờ mà không chăm thì thất thu, cho nên phải chăm thì phải ở đây xong rồi chăm cây chăm kiếp. Đây như thằng cu em nó bảo đây là bạch đúng không? Đấy. Còn ngày xưa thì nói chung là nếu mà ấy, nếu mà bán thì phải ấy, quay cho mọi người cái mô hình thôi. Còn thực ra trà này tôi cũng không nhớ lơ, tức là kiểu lơ mơ ấy. Còn những cái kiến thức mà mình cần thì nói thật ra nếu mà cần ấy thì chắc chắn là nó là quán triệt. Nếu mà hỏi anh em mấy các thứ thì nó quán triệt, nhưng mà thực ra cái trà này tôi cũng không nhớ được. Nhớ được tại sao nó không ăn nhập vào. Tán như cái này cũng được phết này. Nó có cả một lô đây này. Cái hàng này mới chắc là mới thay bịch. Đó, cái răng hồng bầu bát cho mọi người xem cái quy mô mà cái cách làm. Ngày xưa bảo trà mới mộc nó chậm, trà này nó cũng chậm, nhưng mà do là cái cách ngày xưa là cách lười. Xong rồi gần đây khi cái thủy nó bán cái loại mộc mà đéo hơn trăm mà, thế là nó bảo là cái loại cũng 5-6-7-5, mình ở 2-5. Có thằng ở trên TikTok nó còn bảo có 5.5. Làm gì mà, còn nếu mà bình thường mọi người chăm một cây mộc mà tầm như này kéo 3-4 năm, như cây tôi ở nhà kéo 4 năm rồi, nó cũng chỉ như này. Tại vì mình có cho nó ăn đéo đâu, tưới còn chả tưới. Ở đây thì phun phân thuốc xong rồi phải phun phóng ác. Còn ngày xưa thì người ta cứ bảo là phun phóng mấy các thứ, nhưng mà thực ra thì nói chung là cũng khá hơn so với cây ở nhà, chứ còn cũng lười. Nhưng mà cái thời ngày ấy thì cả làng lười. Nhưng mà bây giờ là lười không được. Lười thì nó ảnh hưởng đến túi tiền, cho nên phải chăm, phải cho ăn. Ngày xưa ví dụ như là cho ăn đỗ tương, đỗ tiếc chẳng hạn thì cũng hạn chế. Ví dụ như là một tháng cho ăn một lần, nhưng bây giờ cho ăn liên tỏi cây ấy. Đấy, còn trà đây, ông nào chuyên môn. Vâng, chào mọi người nhá. Cái cách làm hàng thoát thân này nó bắt nguồn từ cái hồng cổ đấy. Nhưng mà cách đây khoảng 3-4 năm à, mới có những cây trà mà thoát thân cao vút vụt hơn mét. Đấy, cho nên trên chậu. Còn bình thường nếu mà với mọi người thì nhìn thấy mẹ cây đéo là cũng như thế này. Bình thường không, chắc là cũng chưa ai quay cho các bạn một cái mô hình mà trà cổ mà nó nhiều như thế này, và toàn hàng thoát thân như thế này. Đấy, ta đang rất thân như này. Còn nói chung là mỗi người một cái sở thích. Đấy, mỗi người một sở thích. Ông chơi đồ gỗ thì như cái thằng đéo gì nó bảo nó lấy khoảng tiến được cái cục gỗ. Tự nhiên trong nhà có cục gỗ. Xong rồi chúng nó bảo là chúng có chơi. Mình mới dám bây giờ mà sắm mấy cục gỗ ông để trong nhà. Ví dụ gỗ ấy nó phải tạc tượng, tạc tiếc thì may ra còn chơi. Nhưng mà thực ra thì cái tâm lý con người thì cả thèm chóng chán. Ngày xưa mình cứ bảo là trẻ con nó mới thế, những người lớn bị thế. Các bạn chưa có cây trà nhá mà thích cây trà, xong rồi ngày nào cũng cái thằng nào phát live stream trà hay là đăng bài trà là theo dõi, xong rồi tham gia các hội trà trước các kiểu. Nhưng mà về nhà có cây trà là chỉ tầm một tháng thôi. Một tháng là vứt đầy tưới còn đéo tưới. Tức là xong rồi lại mua một cây khác. Xong rồi lại đổ, tại là ngày xưa mẹ mua của người ta thì đẹp long lanh với hoa huyết các kiểu, nhưng mà sau về tay mình thì thế nọ kia tổ sư cái bọn bán nó lừa. Xong rồi chắc nó phải phun như thế nọ thế kia, tại vì người ta ở đây nó gắn bó túi tiền của nó, chắc các ông chơi mua về chơi không chả được. Cái hôm đầu tiên còn chăm quá nhỉ, cả nhà vườn nó mới có cái quy tắc của thằng Vinh Gà, nó nói càng chăm càng chết 4C ấy. Hôm đầu tiên thì cứ đi ra đi vào, tầm tuần đầu tiên, y như lấy vợ mới mua ô tô mới xây nhà. Ông nào mới mua ô tô thì tuần đầu tiên lúc nào cũng nói đến ô tô.
Nhưng cứ gặp là lại nói ô tô giá rồi con này con nọ rồi số tự động rồi thế nọ thế kia. Cứ tầm mua ô tô một năm là thằng khác nói ô tô là bố mày chán rồi đi chỗ khác. Kiểu thế, con người ta bị thế. Đây, bây giờ cách sản xuất nó toàn như này. Giá phải gọi cái thủy cơ. Bọn này khi cách đấy ngày xưa nhá, bán hàng rất hay nhá, ngày xưa bán hàng này. Đây là cái trên bịch tầm bịch này bịch tầm 30. Gốc này gốc ngón tay, đấy, các đầu ngón tay. Đấy, người ta bao giờ nói là cây to à, gọi là có cái gì nhỉ? Ngón tay thì có ngón dài, ngón ngắn. Thực ra thì mọi người hỏi giá xong rồi nhiều khi ông quát vào mặt tôi giá. Rất bố tướng bà tượng. Ngày xưa là mình chửi xong mình chặn đấy, nhưng mà bây giờ tính nó mềm mỏng rồi. Tất cả đều là chúng sinh hết. Đây đây này, ngón tay này thoát thân 2 4 6, thoát thân 80. Tán được 40. Lại quay về vấn đề bán hàng. 40. Ở đây có cả bạch. Thâm bát diện mấy cái đéo gì nữa. Cao như này là tầm ngang vai tôi tầm 1m3. Đấy, ngày xưa bán hàng sẽ có một người ở đây xong rồi đứng rung rung xong lấy cái thước kéo. Còn ở đây bây giờ cách làm nó như thế này mà. Đấy, phải những cái con này nó đảm bảo luôn. Nếu mà các bạn mà trồng từ từ như các cái con mà hàng giống ấy thì nên thì kéo những cây này cũng phải 6-7 năm. Những cây như thế này này, 6-7 năm. Mấy sau nó cũng ra một mả tiền đấy. Cái bọn này này. Đấy. Và mỗi người có một sở thích. Mỗi người có một đấy. Đấy, bọn ở đây có nhiều giống lắm nha, chứ không phải mỗi cái thâm hồng bát diện này đâu. Còn tôi thì nói chung là cái bạch ta mới cả cái thâm hồng bát diện là mình dễ phân biệt nhất. Nhưng mà cũng chả nó bây giờ nó cũng nhiều lắm. Đây cái loại này là cũng là cái thể loại tứ quý đấy này. Đúng không? Nhìn bọn này cũng dễ. Chà chà cái đéo gì đây. Ra quanh năm ấy mà nó khỏe lắm. Ghép trên sỏ mấy cái thứ. Đấy các bạn thấy quy mô à còn. Đây cũng toàn trà đấy, nhưng mà mỗi cây mỗi giống nó ở một khu nhá. Mỗi giống để một khu cho dễ. Đấy nuôi từ bọn giống. Xong rồi cứ thay bịch liên tục. Đấy, bạt ngàn. Nhớ bọn kia đẹp. Còn bọn này thì bé hơn, nhìn trông nó không buốt mắt. Bọn ngoài kìa. Thân nó bằng ngón tay xong rồi cao ngang vai. Ồ, tán 40 50 phân rồi. Còn các hàng này hàng giống. Nó héo như này là nó bị sốc nhiệt, chứ còn bầu nó vẫn ẩm. Thế này nó cứ cục như này. Bầu này nó vẫn ẩm đấy nhá. Bầu này. Đấy các bạn thường là nếu nhà không có điều kiện là mua bọn Shopee, Shopee là tầm chắc cứ bé ăn cái này. Chắc chắn bé ăn cái này luôn. Bé hơn cái cây này. Cây này thì gốc nó chỉ bằng điếu thuốc à? Tầm này tầm điếu thuốc. Đấy, mua trên Shopee bao nhiêu tiền đấy này. Kiểu kiểu vậy. Đỡ ở đây thì nó bạt ngàn vào. Ôi ôi. Mày làm tao rất thích cả mình. Và nó chuẩn giống. Còn các cái quái cây này như này là mình cứ tưởng là thiếu nước. Nhưng mà do kiểu nó lắng lóng lên nó sốc nhiệt đây này. Đấy. Xong rồi đôi khi trồng trà hay trồng các cây nhá. Nó tự nhiên nó lăn quay nó chết. Đấy. Ngày xưa thì anh em bảo là trà là nó chậm. Còn nhiều cỡ lắm. Đấy, cái cỡ này là cỡ bé, còn cỡ kia này buốt mắt hơn. Đấy, còn nan tiêu rồi mộc. Mộc ở đây cái mùi này nó hơi lạ. Mộc màu hương ấy. Đấy, vẫn nhân giống này. Ra kia thì chó nó cắn. Nhưng mà đi vòng lại cho mọi người biết. Này, nhìn này. Ở đây nha, mỗi nhà mỗi hộ gia đình là sản xuất tầng này. Mỗi hộ gia đình có ông vườn như này là cũng bé. Đấy, còn nhiều lắm. Mẹ mỗi năm sản xuất hàng vạn. Mày cứ cắn cái gì? Tao là người tốt. Lấy đéo gì của mày cái gì đâu. Đấy. Khôn lắm, bọn này khôn lắm. Đây các bạn nhìn này. Mỗi nhà cứ thế này thôi. Nhưng mà được cái là ở đây thì làm chỉ ở đây chỉ có trà mới mọc ấy. Chứ nên các cái chợ ví dụ như Phụng Công với Xuân Quan các thứ thì vườn cái đéo gì cũng có. Và vứt mỗi chỗ một chỗ, tại vì nói chung là nó kiểu người ta không phải là không quy củ đâu. Nhưng mà quy củ xong rồi hôm sau người ta lại bán rồi lại ấy thế nào nó thành ra nó cứ bừa bộn lung tung ấy. Còn ở đây là phải phân ra từng chỗ một. Cả năm thì khi mà khi nào bán nó phát là sạch luôn cái luống này luôn.
Đấy, bán là được cái rẻ, bán theo đấy các cái hàng nuôi. Thực ra nếu mà cái hàng tiềm năng thì như cái hàng kia nó toàn như này. Đấy, toàn như thế này chứ. Toàn nhà vườn lớn nhất miền Bắc. Quay trà hôm nay có khách lấy 100 cây, lấy 4 giống hay là 5 giống ấy. Đấy, xong rồi mỗi giống 3 4 cây hay là đéo 20 cây à. 100 cây. Thế là cũng lọ mọ xem là trà trước quy cách thế nào. Ngày xưa nhá, làm những cây trà này là chắc là không có đâu. Các cụ mình. Xong rồi hơn chục năm trước là bắt đầu trà bonsai các kiểu. Các kiểu, các kiểu. Nhưng chính là cái trà này nó rất hay nè. Ô mẹ cứ bao nhiêu năm đấy, nhưng mà mình cứ thầy dạy một chữ xong rồi lại quên mẹ hết. Tại vì cũng không lưu vào trong đầu. Còn đây là cách mà làm kể cả mộc hương hay là hoa giấy hay các thứ, hay hoa hồng hoa hiếc thì cũng vít tán như thế này. Đấy. Đấy, còn toàn màu xanh của cây hết. Cũng vít tán như thế này này. Đấy. Tại phải vít, còn đây là những cây như này là tán tự nhiên. Nếu vít như này thì tán nó rộng, xong rồi nó ép ấy thì là các cái mắt ngủ này nó đâm mầm lên. Mai sau thì người ta gọi là tán đéo là tán đào. À, còn tán này là tán tự nhiên. Nếu các bạn vít được như thế kia thì gọi người ta mai sau người ta gọi là tán đào. Đấy, tán gọi là hình như thế. Còn tức là vít ra thì cái tán này nó rộng. Không, nó đâm lên thì nó đẹp. Tất cả các cây nhá, hoa hồng hay các loại hoa giấy hay là gì. Còn đấy, ở đây này, nhìn cái nhiều ông nói thật ra là những cây như này cũng không chắc là cũng không có ai đưa lên mạng đâu. Một toàn ví dụ như người ta có đưa lên mạng thì thường là tối thì thường chắc là người ta like những cây bé. Chứ những cây như này là cũng hiếm đấy, thật. Hàng trà ấy. Toàn cây thoát thân nó cao vung vụt. Tán này to ở đây, hàng kiểu hàng chăn nuôi ấy. Gốc này là gốc ngón chân rồi. Gốc kia là gốc ngón tay. Gốc này gốc ngón chân rồi. Đấy. Còn các bạn nhìn thì các bạn biết, chứ tôi nói thật ra tôi chỉnh như cái này là thơm bắt diện. Lá nó xoăn ra ngoài búp nó lâu. Còn nếu mà búp trắng thì lại là bạch. Búp trắng lại là bạch. Còn bây giờ là anh em, ngày xưa thì bạch có giá, bây giờ bạch mới thâm mấy loại, hình như là chắc bạch bây giờ vẫn giá cao hơn thâm. Tôi cũng không để ý đâu mà, tại vì nó nói thật ra là đến bây giờ là hầu như tất cả các thứ mình cũng không để ý, kể cả hoa hồng. Đấy, quay cho mọi người ấy thôi, chứ còn mọc viếc cũng thế, cũng chả để ý. Chỉ biết là tầm này thì rẻ. Nhưng vừa rồi đi qua cái ngã tư ở chỗ Văn Giang ấy, mình bảo có cái cây sung ở đây là mấy năm rồi mình để ý, tại vì nó đẹp. Đỗ xuống bảo con Thủy quay lại, xong rồi mình quay lại. Hỏi cây sung bao tiền, anh ấy bảo là cây này 380 em ạ. Tiền cứ như là đã. Thường là những ông ở ngã 7, ngã 3 ấy, là không phải ông cao ngáo giá đâu, mà kiểu người ta ta gặp một ngày hoặc một tháng người ta, hoặc một năm người ta gặp rất nhiều khách. Đấy. Thế là người ta được quyền lựa chọn. Người ta cứ nói 380 này. Có những người thì nói chung là ví dụ thu nhập 10 triệu, 20 triệu thì thấy 380 là mất gần 2 năm thì nó to. Có người thu nhập hàng tỷ bạc ấy thì 380 của người ta thì chưa được một tháng làm thì hàng này là hàng tuyển bà nó rồi. Thế này. Gốc con này là vành mười đĩa bao nhiêu đây này. Vành bọn này phải tầm 12, 13 rồi. Ngón chân bây giờ cho vào thì nó cũng lọt thỏm rồi. Đấy, đây thoát này. Hàng này hàng tuyển. Nói chung là cái trà này thì nó không phải là giống như nan với các thứ, mà nói chung là cái mộc với trà thì nó là cái thời ngày xưa rồi. Đấy, còn trước đấy thì tôi có bảo là chắc là cái thú chơi trà mới chơi hoa hồng với các thứ là sau chiến tranh. Đấy, sau chiến tranh, sau năm 75. Chứ còn trước đấy thì bà con mình còn đói thối mồm ấy, chỉ có trồng ngô khoai sắn chứ chơi đéo trà. Những cây buộc này là đánh dấu là bán rồi ấy. Cao bọn này là cao từ dưới đất lên, cái bầu nó cao khoảng 30 phân, cao 1m7. Hàng này hàng tuyển đấy, hàng này ra Xuân Quan với Phụng Công là cũng không có đâu, thật. Đúng không? Yeah. Nếu mà cái hàng to hay là thế nào, hình như bé thế này, nhưng thoát thân cao hơn, tán nó bé thế này. Tết năm ngoái thì như cái Thủy nó bán là 7 triệu hay 5 triệu trên chậu cơ. Hàng quây bầu.
Nhưng mà không được cái tán như thế này. Nó cao lêu nga lêu nghêu, còn các cái bọn này là thân nó sạch. Nó ụt như này. Đấy, nó to như này. Còn nói với mọi người là cái giá như thế. Còn tầm này thì bảo là quay cho mọi người bưởi biết cái thứ, nhưng mà bưởi thì chưa ghép. Mấy cái nữa là đa ngành đa nghề. Bưởi bây giờ nhìn cũng đẹp. Tầm này nhà các ông nào có bưởi thế là chơi quả bưởi ông lớn, nhưng mà thực ra là mẹ nói đến cái thú chơi cũng phải có kinh nghiệm, kiến thức các kiểu. Chứ là sau một thời gian chơi xong nhìn trông chán nhỉ. Còn cái này nó là thú chơi. Mình không ở trong thú chơi. Đến cái hàng này đúng là hàng tuyển này. Không biết bao nhiêu cây đây này. Đến đây cây như cây này. Cây trên. Cây này là những cây này là ở chợ hoa cũng hiếm. Còn rõ ràng là có nhiều anh em thì nó có, nhưng mà vườn thì phải là những cái vườn rồi vào rồi người ta lại phẹt cho 30 triệu một cây cơ. Người ta cây sung này 380. Còn cây bên cạnh 220. Cái này người khác vào là anh bảo 250, riêng em là 220. Cuối cùng là ông nào cũng thế. Cứ văn ấy cứ lập đi lập lại thôi mà. Phải người khác thì anh nói là 250, phải em thì 220, anh quý em năm thế nọ thế kia. Em cũng là thợ. Nhưng hóa ra là nói với ông nào thế. Mẹ, nói với ông nào thế. Hàng. Đấy, cái hàng đây là tôi thích này. Xong rồi đến cái hàng này thì ấy rồi. Sơ qua thì đây hình như này. Nhưng mà cái đợt thế là thoát thân cao hơn. Cho lên chậu, không được như cái này đâu mà. Còn đấy là cũng không phải là cái đợt ý là trà sốt đâu. Còn bây giờ thì có thể nó giá nó rẻ hơn. Tại vì nói chung là người ta bán biết nó chậm hơn. Hoặc là cái thứ hai nữa là bây giờ chăm thì đây này, như ông cánh như này. Tán to lù. Tán xem nào. 2 2 2 4 6 8. Hơn mét. Tán hơn mét. To như đống rơm. Ở đây này còn 5 chạc, 5 tay, bàn tay Phật đấy, bàn tay Phật đấy. Bọn bán cây nó nói giỏi lắm. Nó nói mẹ. Bàn tay Phật. Mà thường là người ta bảo 4 tay thì người ta cắt đi một tay. Mấy cả, đấy người ta toàn nuôi 5 thôi. Ngũ phúc à. À. Xong rồi, ấy, toàn 5 thôi nhỉ. Bọn này đẻo thật. Cây cối, ấy rồi ra tử rồi, ra tử rồi. Ra tử rồi, nhưng mà nó đẹp, tay chia tay nó đẹp như thế này đúng không nhỉ. Vừa mới bảo cái cây đéo là ông 5, cây này 4, cây ông kia ông 4, ông kia 6, ông này thì 6. Đấy. Đấy, nó đéo buộc cây 4 nha anh. Bọn khôn không, nhìn này, như thế này đẹp như thế này, thân to như cột đình luôn, tán thì tròn nhưng nó không buộc tại vì nó 4 tay. Đấy, bọn mê tín nó thế, 4 tay. Đây này, 4 này, 1, 2, 3, 4. Nhiều ông mua cây nào cũng không để ý cái này. Xong rồi đếm lên đây thì 5. Đếm lên tít ở đây. Nhưng mà thường đấy là cái dân Việt Nam mình là mê tín như thế. Người ta không thích 4, 4 là tứ, tứ là tử. Thế là người ta 5, 2, 4, 6, 6 là lọc. Đấy, thế như sạch như thế này. Nhưng mà bị 4. 4 thì tôi bảo rồi, thường là người ta cắt, phải cắt đi một cái. Hoặc người ta nuôi gọi là 3, 8 đa. Đúng không? Này, tán to như cột đình. Cao cả dưới này là mét 7. Mét 7. Tán 2, 4, 6, 8, hơn mét. Gốc to rồi. Nha. Gốc con này nếu mà theo như ước lượng của tôi nó phải tầm 13, 14. 13, 14. Thoát thân 2, 4. Thoát thân 60. Úi. Đây, đéo biết được này. Hình như là thâm bát diện đúng không? Cái nào phải thâm bát diện. Thâm bát diện. Đấy. Cây còn bé thế này nhá, tán bé hơn. Cái đợt cái thủy nó vẫn còn video ở trên đấy này. Ở nàng hoa người ta bán thì cái giá ấy là giá bán lẻ đấy nha. Trên chậu 7 triệu. Đúng không? Không nhớ rõ nhưng 7 triệu. Ra đây cho mọi người xem cái cách nhân giống, xong rồi quán triệt cái vấn đề nhân giống. Tại bọn ở trên mạng là nó hay đưa thông tin là ngâm với mật ong, mấy cái đéo gì.
Nhưng ở đây thì nếu mà dâm cành thì chủ yếu là dâm bằng cát. Đấy, lại bạch béo gì đây này. Đọt nó không đọt đỏ ai. Đấy. Thì là hoa nó không ấy nữa. Đấy. Có ở trong trong trang này mấy cả anh em kiểu thân với tôi, mấy anh em chuyên trà. Đó, mình thì các thể loại và cái trà này là cái mà mình không có duyên đi. Yo, toàn chữ thầy giả thầy. Đấy. Cái hàng này thì bạch đúng không? Mà bố của bạch. Còn bọn này là bạch Nhật. Hình như thế. Hình như thế. Đi ăn cây như cái đéo thì nhớ biết. Như riêng trà là kiểu tôi lơ mơ thôi. Nhưng mà từ, nếu mà bây giờ có đơn hàng là mình lại biết. Có đơn hàng cái thủy. Nên là nói chung là cái thủy nó nắm được các cái vấn đề về. Còn tôi đây là quan hệ công chúng. Tôi cứ là gọi là cái mắt của tôi nó giống như kiểu là cái mắt của người cũng chưa biết gì như các ông ấy thì nó dễ. Như người xem ấy. Thế tại sao lại trà nó lại sốt nhỉ? thế tại sao có người lại chơi trà? Có người lại chơi gỗ mấy thế nọ thế kia thì nó là cái sở thích đấy thôi. Còn đây thì là hơi tự nhiên người ta ta trồng nắm như thế này xong rồi người ta không biết bán cho ai xong rồi ấy thì chết à, đúng không? Còn đây là cái hàng trên chậu thì nói chung là các cái hàng này nó tùy lắm. À, cái thời ấy thì cũng mấy chục triệu. Xong rồi hình như là có một ông nào cái cây cỡ như này này. Ở trong ấy hai ông bà 90 triệu một đôi hay thế đéo nào nhỉ? Bạch, nhưng mà đấy là bạch. Đây là thâm bát diện. Thì nếu mà đo cây để bán thì lại phải đo gốc. Đấy, gốc này là 16, thoát thân rồi 8 rồi chậu các kiểu. Đấy. Còn riêng trà này tôi phải nói thật các bạn, xem tôi quay nhiều trà nhưng mà kiểu mình không nhớ được. Cũng không chuyên tâm để nhớ. Còn đây là cách nhân giống. Nhân giống ở đây nhân giống cả mấy vú sữa nhá. Nhân giống tôi cũng nói chắc là phải 5 lần rồi. Nhân giống ở đây thì đây là ở dưới là cái lèn này là lèn cát. Đây này. Trà thì cũng nói nhiều. Còn tất cả hầu như cả cái các cái cây, ví dụ như các cái cây mà như nhãn như các thứ ấy thì dâm cành như này thì nó hơi khó. Đấy, như cây thân gỗ như ở đây vú sữa này. Cây vú sữa hoàng kim ở nhà tôi nó đang hoa vét tung tóe. Đây là cái cây giống kiểu trà hoa vàng ấy đó. Hạnh phúc như là gì ấy. Trà đây. Chỗ này là chết rồi. Đấy. Chết mà. Trông vậy thôi ra cái chỗ luống này chắc cũng phải bằng vạn nhỉ. Đây còn dâm cả. Đây của anh là vú sữa hoàng kim đúng không? Cái này là vú sữa hoàng kim. Đây cũng xa dễ này. Thân gỗ này. Nhưng đấy. Vú sữa đây này, hoa đây này, quả đây này. Đấy, dọc thân đây này. Nói chung là dâm cành cái loại này là cái cành nó không quá già, không quá lon, tức là cành bánh tẻ. Rồi dâm xuống. Các ông cứ thử về cắt nhãn, cắt ổi thử dâm cái này xem chắc là cũng được. Nhưng tỷ lệ thế nào thôi. Nếu các cái cây như thế này thì nó khó, nó hơi khó ra dễ hơn các cây khác. Nếu mà cái lá như thế này thì tôi nhìn thì là cái vú sữa hoàng kim. Vú sữa nó ra quả dọc theo cái này này. À ra hoa dọc theo cái này. Đấy. Dâm thì ở đây thì chủ toàn cái dâm ở tôi gọi là cái này là cát đen. Chứ còn nói chung là cũng không nghe bọn trên mạng nó nói là dâm mấy mật ong mấy cái đéo gì. Váng đầu lắm. Cát. Cát nó giữ nước. Quần này mà sang bịch là cũng mà bao nhiêu. anh dâm cả vú sữa à? Vú sữa hoàng kim đúng không? Vú sữa hoàng kim. Nhưng mà cũng ra dễ ác đền phết đẩy. Thì cái hàng thân gỗ này thì hàng thân gỗ như nhãn mới ổi dâm như này. Cái bọn này thì thường là người ta chiết. Thường là những cái cây giống ăn quả các thứ này là một là người ta chiết, hai là người ta ghép. Nhưng mà vú sữa này về đây này thì lại thì nó cũng ra dễ nhưng mà ra dễ không cao. Ở trên mạng thì nó bảo nhau, nó bảo xui đồng bào là toàn dâm với mật ong mấy cái đéo gì ấy. Nói chung là cứ khi thì các bạn muốn nhân giống này thế loại kia thì đây là cái loại như thế này là cái cây ăn quả, xong rồi cây thân gỗ, còn dâm cành với mộc mấy các thứ này. Nhìn này,
Đây nhá, những cái bọn như này là nó ra rễ hết rồi nhá. Để cho các ông xem. Thì vì vũ sữa còn ra rễ thì thì tổ sư nó cái loại trà này thì này. Đấy, này. Này rễ này. Đơn giản thôi đúng không? Loại trà này. Nó lại đóng bịch thôi, gọi đóng bịch rồi lại nuôi. Đấy, thế thế là một năm là sản xuất ra rất là nhiều. Nhưng mà nói chung là phải có kỹ thuật chứ không lên mạng nghe chứ không? Mẹ tôi ước muốn làm nông dân nhưng lên mạng toàn nghe mấy cái thằng anh nông dân áo tím áo hồng da cam các kiểu toàn xui vào con đường chết thôi. Ngày xưa cũng thế, mình cái đợt hoa hồng nó sốt ấy, cắt cành dâm nhưng mà không đợt đi không ấy như này, đợt đi còn dâm cả cát vàng các thứ, nó dâm lên này. À, nhà là có một dọc chỗ này, nhà nào cũng thế, các cái nhà trà mấy cái thứ là hay, xong rồi lên bịch nhiều lắm ý. Đây còn các cái hàng này là sau khi dâm như thế, đây là mộc, sau khi dâm như thế thế là các cái hàng này này, xong rồi ngày xưa anh em mình anh em tôi bảo là ở tôi thì không ấy mọc giống, tại vì là ở tôi cái thời tiết mấy cái đất đồi, đất ở tôi nó là đất thịt đi, thì ở trên Sơn Tây là người ta dâm mọc ác nhất, tại vì ở trên ấy cái thứ nhất là cái khí hậu nó mát đây là thế nào đấy, cái thứ hai nữa là nó có cái đất đồi này. Ở tôi nó là toàn đất thịt, thì nhìn cái đất này là bà con cũng biết là cái vùng này là vùng Sơn Tây để dâm mọc, thì ở trên ý người ta làm kiểu cái thời ngày xưa ấy là ví dụ như ở tôi là có cái nguồn mộc ấy, thế là cắt mộc cắt cành mang lên trên ý, nhờ người ta một đóng một, người ta dâm xong ra rễ là một cái này trả người ta bao nhiêu tiền. Ngày xưa là anh em chúng ta làm cái ý mười mấy năm từ cái đợt mộc còn không sốt cơ đấy. Ở trên Sơn Tây thì người ta không có cái nguồn đây, các bạn nhìn trông như thế này thôi nhưng mà nó cũng không biết được bao nhiêu. Không biết được bao nhiêu, trông cứ chen chúc nhau như này đấy. Mọc gương còn đấy, các bạn nhìn đây, đây là chỉ có ấy thôi mà tầm 10 năm nữa thì nó lại to bằng cổ tay. Nhưng mà nói chung là bọn này nó như kiểu là lòng lọc ấy đấy, để mà 10 năm sau để còn một cây nó tồn tại thì chắc là nó cũng mất khoảng tầm 100 ông ra thì chắc là còn lại có 10 ông thôi. Đấy. Đây. Còn cái hàng này là hàng giống. Xong rồi chăm sóc, xong rồi các bạn kỹ càng như nào, chăm sóc như nào để giữ lại những cái cây nó tuyển như ngoài kia. Chứ còn nếu các bạn không ấy thì trồng sau một thời gian thì nó đâm lung tung, đâm tược lung tung, nó là hàng bụi. Xong rồi tán nó lơ xa lơ sơ ấy. Ở đây cứ thay cái đơn loại mà dâm cát xong rồi cho vào cái bầu bé tí. Bầu bé này này. Đây là mộc đây này. Bầu bé này. Xong rồi nếu mà cứ để như này thì cây nó cứ như thế này. Lại phải thay bầu. Đấy, lại phải sang bầu, bầu kia. Đấy, lại sang cái bầu này. Xong rồi nuôi sau một thời gian thì này lại cho lên cái bầu to, gọi là bầu bát, bầu biết đấy. Đấy các bạn hình dung chưa? Tại sao nhiều ông bảo sao không trồng? Sao không trồng? Mẹ này. Đây này, bầu này. Đấy, thì cây nó to hơn, thì lại sang bầu này. Đấy, xong rồi sang bầu này xong đến khi mà cây nó to hơn nữa thì lại sang bầu này. Đấy. Như tại sao các bạn bảo là mẹ cứ thay bầu liên tục như này thì thường là phải một năm hay là hơn năm. Cây nó to, muốn cây nó to thì phải sang như này nó đủ đất. Chứ còn nếu mà bây giờ mà cái cây bé như cây mộc hương mà cho vào cái bầu này thì trông nó giống như kiểu bọn trẻ con lớp 5 mà cho nó mặc vest mấy cam calavat như kiểu người thành đạt thì nó trông nó cạch cỡm. Mấy cái hai nữa nó tốn diện tích. Đấy. Thì ví dụ như là muốn sang được cái bọn này thì phải bán bớt bọn này. Bán bớt ra. Chứ không là giống như các bạn mà. Nói chung trong cái giới của bọn tôi mà hỏi là có tiền hay không. Bảo tiền nó ở cây. Khi nào bán hết cây thì mới biết là có bao nhiêu tiền. Nhưng thực ra thì nhiều khi thì nhiều anh em chúng nó vẫn bốc bát họ để chúng nó sống qua ngày đấy. Cây thì rất là nhiều, hỏi cây nào cũng toàn tiền trăm, mấy cả mấy chục triệu, mấy cả
mấy chục triệu, trăm triệu. Nếu mà tiền thì chả biết là ấy không. Cuối năm ấy ở cao anh em Tết tiếc mà bán hàng Tết hàng bưởi biết cái thứ ấy. Đến Tết là thu một mớ. Trong quanh năm thì khéo là cứ lấy tiền từ Tết năm ngoái tiêu. Chứ còn thu nhập bây giờ tầm này ít người mua bưởi không? Xong rồi tháng nào hoặc là các thứ mua thuốc để phun này, xong rồi thuê nhân công. Vẫn phải bỏ tiền ra, đéo có nguồn thu. Mà Tết là nào một mớ. Mấy trăm triệu. Thôi, nghỉ nha.